Nghe không? Nghe. Anh nghe không? Rồi, nghe rồi, nghe rồi. Nghe rõ chưa? Xin lỗi anh chị em và các bạn. Em đang bay, tự nhiên em bị gãy cánh làm cái đợp. Tao ở bên nước Mỹ văn minh thế mà không chưa có sóng 4G với 5G à? Chưa phủ sóng hết toàn lệch phí à? Có, đang xài đó. Nhưng mà không biết sao mà nói đúng là mình ngồi ở trên xe, mình chạy xe nè. Rồi cái phone mình mở từ hồi nãy giờ lâu quá nó nóng. Mấy cái điện thoại iPhone bây giờ nó ra hay có cái chiêu mà nóng quá cái là nó ngừng. Nó nóng quá cái nó cái phone nó bị đứng đứng hình luôn, đúng rồi, Việt Nam kêu là đứng hình luôn á. Đó. Đó thì cái anh thằng Pablo Pina rồi. Sao Vi nói sao? Thì anh xài đồ China nóng quá mới đóng mới đứng hình. iPhone thì giờ là China chứ cái gì bây giờ? Tất cả cái thứ là giờ của USA. USA đâu mà USA, China mà không biết nhờ lật ra sao là Made in China. Đang chờ một ngày Made in Việt Nam nè mà không biết chừng nào đây. Bây giờ mình đang chờ cái gì đó, cái VinSmart. VinSmart nghe nói đang qua Mỹ rồi, đang chờ đây, dù có cái VinMax quốc về xài liền đó chứ mà chưa thấy. Đấy. Người Việt Nam ở Hoa Kỳ cũng yêu đất nước Việt Nam, ủng hộ Việt Nam, người Việt ủng hộ hàng Việt đó. Mấy đứa con nhà mình á, mình nói cho Vi nè, có nhiều người ở Việt Nam á, họ không hiểu. Họ cứ thấy cái gì mà đồ Made in Việt Nam á, là họ mấy này Made in Việt Nam gì họ không hiểu. Những cái đồ Made in Việt Nam mà ở bên châu Âu với bên Mỹ á là những cái đồ xịn, những cái đồ mắc tiền. Hai đứa con nhà mình á hả, mỗi lần mà tụi mình dắt nó đi mua sắm đồ quần áo hay là giày dép hay cái gì á, mà nó mà thấy dở ra bên trong mà để là Made in Việt Nam là giá nào cũng phải sốc. Nói ba mua cái này, ba Made in Việt Nam này, ba la lên ung sùm á, giá dớt liền. Ngược đời vậy đó. Mà đồ là đồ chiến nha, đồ xịn á, đồ Made in Việt Nam đụng vô là 100-300 đô là chuyện bình thường nha. Đây là em mặc cái đồ xuất khẩu này. Chả biết là bên kia là bao nhiêu, ở đây em nó là 440. Bây giờ mình đi vô siêu thị á, mấy cái siêu thị mà lớn thiệt lớn ở bên Mỹ này đó, mấy cái quần áo sơ mi Made in Việt Nam rất là nhiều. Trời ơi, đụng vô cũng cả trăm đô chứ không có giỡn đâu. Bây giờ nó có mấy cái quần thế em mua được 4 cái đúng cái loại này luôn. Những cái hàng ở Việt Nam mà đưa qua mà bán ở trong mấy cái siêu thị á là hàng chất lượng. Vì biết không, hàng chất lượng cao. Người ta may hả, super đã, đẹp luôn. Mấy cái quần jean cũng vậy, quần jean mà ở bên Mỹ này có nhiều người nếu mà ai mà ở bên Mỹ mà hay bận á, là mấy cái quần jean mà hiệu Buckle là một nè, hiệu có cái hiệu ông địa nữa. Hồi xưa còn Made in ở Mỹ, bây giờ Made in Việt Nam hết. Giờ vô mua là Made in Việt Nam không. 100-200 đô một cái. Đó Made in Việt Nam. Thảo nào cái đám que củi kia nó bây giờ tẩy chay hàng Việt Nam. Tại quá đắt, sao mà bên đây đắt thế, nó không đủ tiền mua. Đắt không có tiền mua để dài hả? Mình nói cho Vi biết nè, ở bên Mỹ á mà đi chợ ăn rau muống, rau lan hay bất cứ cái gì á, hoặc là mua đồ mà Made in Việt Nam á là có tiền đó chứ không giỡn đâu. Còn ba cái quỷ đồ Mỹ, hamburger, thịt thiết gì thì đó đầy vậy đó, nó rẻ như bèo. Thảo nào bắt tầm toàn mua đồ Made in Việt Nam, vừa rồi mua quả từ bắt phone kia của Mỹ bảo là đắt quá rồi, ít nữa là mua của thằng Việt Nam thôi. Thì đó, cái đó là mình nói như vậy. Còn nói về cảnh sát, cảnh xung gì hồi nãy mình nói để mình tiếp là như vậy.
Vi coi phim á, mà Vi thấy mấy cảnh sát mà giống như mình coi trong phim, mà mình thấy mấy cảnh sát mà mấy sếp á, nó đi nó điều tra lúc nào á, nó cũng có thí dụ như mấy sếp á, nó hay quan hệ nhau với cái tụi xã hội đen lắm. Để chi? Để nó dễ điều tra, dễ làm ăn. Mà có nhiều thằng cảnh sát nha, mình cái này mình không có nó quơ đũa hết cả nắm hết mấy cảnh sát, nó có nhiều loại, nó có hai loại, thí dụ như cảnh sát dơ, cảnh sát sạch. Mà trong đó làm sao biết thằng nào dơ, thằng nào sạch? Mà những cái thằng cảnh sát á, nó muốn điều tra một cái vụ án nào cho nó nhanh lẹ hay là này kia hay là nó rành á, thì nó sẽ quan hệ, cái mối quan hệ của nó rất là rộng với tụi xã hội đen. Xã hội đen của Mỹ, ở bên Mỹ là tụi mà bán thuốc phiện hay là gái gú gì á, tục lum tà la hết. Thì những cái thằng cảnh sát dơ đó nó có mối quan hệ rộng lắm, mà nó làm ăn, mà cái thằng nào mà không cầm lòng được á, thì tất nhiên là mấy cái thằng xã hội đen nó sẽ cho tiền mấy này rất là nhiều. Mà khi mà gặp cái đồng tiền nhiều rồi á, là khó tránh khỏi lắm, khó anh nào mà ấy lắm. Mà ăn tiền của nó rồi là thấy mẹ, là bắt đầu nó sẽ dùng cái thằng này, phải không? Thì mấy anh cảnh sát á, có mấy anh á, trong người mấy anh lúc nào cũng có hai cây súng á, mấy anh nó đi á, một cây súng là có số, một cây súng không số. Cây súng không số có nghĩa là cây súng không có đăng ký, súng lậu. Đó, cái đó là bạn mình làm cảnh sát, tụi nó kể cho mình nghe đó, mà mình biết hết luôn. Đó, mấy bạn thân mình á, mà khi nào mà cái mối làm ăn với tụi nó điều tra tới lui hay là cái gì đó mà bị lộ cái gì á, là nó sẵn sàng nó móc cây súng không số ra, nó xử thằng kia liền. Xử xong cái giục cây súng rồi về nhà, về lại nhà lên đồn, lên internet vô mật mã, xóa tin tức, xóa này xóa kia hết. Để ấy đó, nó y chang như trong phim vậy đó. Chuyện đó là bình thường. Cho nên nhiều người họ cứ nói đẩy cao lên, à Mỹ, cảnh sát Mỹ là number one, cảnh sát Mỹ là trung thực, cảnh sát Mỹ là này kia nọ. Mình nói một câu á, bullshit. Mấy cái đó là mấy cái ba xạo ba làng. Đâu mà cảnh sát Mỹ nó còn lương lẹo, nó còn mánh mung, nó còn nó làm những cái chuyện mà động trời nữa kìa. Ba thằng cảnh sát ra giành nhau con ghệ bắn ở cây xăng nữa, hồi cách đây khoảng 2 năm nữa, cũng gần chỗ mình nè. Ừ. Đủ các kiểu đó, nhiều trò lắm. Cảnh sát thì nó cũng là người bình thường thôi. Đó. Mà hôm nay anh đeo quả kính nhìn giống mafia Việt quá vậy. Mafia Việt. Xin lỗi nha, tại mình chạy xe trời nắng rồi này kia thì đeo kiến cho nó đừng có ấy thôi, bình thường thôi chứ mafia gì. Đó, cho nên á, còn nói về mà bị bắt vô tù nữa, mấy cái người mà đi tù á, mấy bữa nay cũng nghe ở dưới ngồi dưới nghe bà con nói vụ đi tù rồi này kia, trời ơi ở Mỹ này nó cũng chán nản lắm. Khi mà một con người của mình bình thường gì mà mình làm một cái gì ở ngoài pháp luật sai, mình bị bắt. Vì biết á, tụi nó có một cái connection với nhau, là giống như là nó có một cái mối quan liên hệ với nhau rất là rộng. Từ cái thằng luật sư cho tới ông quan tòa, rồi thằng cảnh sát, rồi cái tụi, cái mấy cái tụi mà nó có cái công ty lãnh mình ra nữa. Vì hiểu không? Thí dụ như cái công ty đó nó kêu là Bell Bond. Bèo ban, thí dụ như về đây, mình thí dụ nha, giờ mình ra ngoài, tối mình đi vũ trường mình chơi, mình đi nghiêu ngao mình chơi, xong cái mình quýnh lộn, mình đập thằng nào đó, bể đầu, đổ máu gì đó, xong rồi cái mình bị bắt, cảnh sát tới bắt mình, nó bắt mình xong á, rồi cái nó giữ, nó giam mình ở đó, thì khi mà cái thằng cảnh sát nó bắt mình về, nó làm giấy tờ thủ tục này kia nọ, vô cái hệ thống system của nó hết. Thì bắt đầu nó có, mình có cái số ở trong cái hệ thống rồi, thì hết những cái công ty bail bond ở trong cái thành phố đó, ở trong cái thành phố đó nó hay lắm, nó có cái số. Thì cái gia đình của nhà mình đó, khi mà mình biết mình bị bắt rồi gì, bắt đầu gọi lên cái chỗ tù mà ở cái quận đó, ở cái phường đó chẳng hạn, đi gọi lên nói tôi có người thân tên là Việt Pride chẳng hạn vậy, vừa rồi đánh lộn bị bắt ở đó đó, hàng sao đó. Đó, cái là ở trên đó nó bấm lên, nó bấm cái tên mình lên cái là nó hiện lên hết. Gọi bất cứ cái chỗ nào bảo lãnh ở trong cái thành phố đó, nó đều có cái tin tức của mình lên hết. Rồi có cái giá liền,
À, thằng này hồi nãy quýnh thằng kia bể đầu, giờ muốn lãnh nó ra là 10.000 đô, nhưng mà mình sẽ trả trước 20%, đi hiểu không? Đó, nó cho mình trả trước 20%. Đó, thì cái người nhà mình muốn cho mình ra ra tại ngoại bảo lãnh ngay lúc đó, đem lên 4.000, lên chỗ cái chỗ mà giam mình á, đưa cho nó 4.000, bắt đầu mình được đi về. Mình được đi về, nhưng mà mình được đi về trong cái thời gian ngắn để chờ ra tòa, chứ không phải được đi về luôn. Đó, nó vậy đó. Mà khi nào á, mà khi nào mà mình mà trốn luôn, mình không ra tòa là thấy mẹ, nó bắt luôn cái người mà đi bảo lãnh, nó bắt luôn cái người mà đi bảo lãnh, mà mình phải thế chấp giấy tờ nhà đồ vô này kia kia nọ, thì nó mới cho mình, nó mới cho cái người kia đi lên bảo lãnh mình về vậy đó. Rồi bảo trong thời gian đó đủ quá, nó đủ các kiểu, nào là phải đi mướn luật sư này kia kia nọ, rồi vô trong tù á cho gọi điện thoại cứ mỗi một cho tới 10 giờ là điện thoại ngưng hết đó, người không được mà phải chỉ có gọi ra, mỗi một lần gọi như vậy 3 đô 4 đô gì đó đồ, mà thấy nó cắt cổ nó chém không. Rồi mỗi một ngày ở tù á, là thêm mấy chục đồng một ngày nữa, rồi về sau đó rồi đi học, nó cho mình đi học, đi học về tâm lý này kia nữa, mỗi lần đi học trăm mấy 200 đô nữa, đủ các kiểu. Rồi tới chừng mà ra tòa xong xuôi hết rồi, ra ngoài cái là mình có cái record, là giống như là mình bị vô sổ, vô cái hồ sơ đen rồi. Bây giờ mà đi đâu mà xin công an việc làm, bấm lên thấy này hồi xưa tù tội cái rồi xong, cái thằng giám đốc hay cái thằng nào mà phỏng vấn mà để nhận mình vô làm, nó chỉ nói một câu thôi, thôi tao xin lỗi mày nha, bây giờ mày về đi, để có gì tao sẽ gọi cho mày, rồi xong. Đâu bao giờ thấy gọi Thế đâu. mà cái đám ở trong nước với nước ngoài nó bảo là ở bên Mỹ ngay cả đi tù cũng sướng, là vào tù ra còn có tiền, thế Sướng không cái à? mặt, sướng cái mặt tía nó, sướng là sướng cái gì, nói cho mình nghe thử coi sướng cái gì. Ra tù xong trả nợ thấy mẹ luôn chứ ở đó mà sướng. Ở trong tù nó cũng tính tiền nữa, có nhiều người á hồi xưa á, mình cũng đâu biết đâu, mình cứ nghĩ là đi vô tù á, được ăn uống miễn phí, miễn cái bố nó chứ, miễn vô trong tù á hả, tụi tù á vì ở trong đó nó tính tiền từng ngày luôn, chứ không có dám mà sướng đâu. Mẹ tính tiền rồi ra là phải trả nợ lại, trả tiền tù lại, chứ không có ở miễn phí. Mà thí dụ như á, ở trong tù á, mình thấy ở bên Việt Nam á, người ta ở tù á, thì nó có những cái người mà họ dạy, thí dụ như dạy mình học nghề, đúng không? Ở bên Việt Nam á, mình thấy mấy anh mấy chị mấy em mấy gì đó đi tù á, tuy là mình ở tù nhưng mà trong tù người ta có những cái lớp người ta dạy, học đan, học đàn, học này học nọ rồi vậy. Còn ở Mỹ này không, vô tù là vô tù. Chỉ có cái thư viện mấy cuốn sách nằm ở đó đâu mấy chục năm rồi đó, thằng nào rảnh rỗi thì ra thư viện ngồi, mà buồn quá thì lấy sách đọc, còn mấy thôi chứ không có thằng nào mà có công sức đâu mà ngồi đó mà dạy, không mà dạy là tính tiền à, chứ không có dạy miễn phí. Ở Việt Đó, Nam vậy và trong các loại khác dạy đào tạo nghề, nhưng đó. mà anh chị vẫn ở trong đấy sinh hoạt sản xuất bình thường, lao động để anh tự lao động tự trang trải cho mình, và qua đó sau khi kết thúc mãn hạn tù anh ra ngoài về tái hòa nhập cộng đồng ấy, Đó, thì đó, đó, đó. người Vi nói ta đúng. vẫn có. Mình xin lỗi, mình cắt Vi cái chỗ này nữa, là nó như vậy nè. Khi mà ở Việt Nam mình á, cái người ở tù khi mãn hạn tù về, người ta giao trả lại cho địa phương, thì địa phương tạo cơ hội, thí dụ như là để sinh hoạt trở lại với cuộc sống bình thường ở địa phương, đúng không? Thí dụ như phường xã hay gì đó, họ tìm cách họ 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 giúp đỡ, thôi bây giờ vô làm chỗ này cũng được, thôi đi làm chỗ kia, họ cũng giúp đỡ, tương trợ với nhau. Tại sao mình biết, là tại vì ở bên Việt Nam nhà mình nó cũng cách đó mấy 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 căn nhà, có cái gia đình của hai cái chú kia cũng có cái người con, cũng nói chung là chích hút hay cái gì thôi, nhưng mà khi mà đi vô đó đi về rồi, người ta cũng địa phương người ta tìm cách người ta giúp. Còn ở Mỹ á, chả ai biết ai hết đó. Vi vô tù thì vô tù hết ngày mãn tù, đi ra rồi đi về thì tự lo tự sống tự túc,
mẹ chứ địa phương hàng xóm có thằng nào biết nào là ai đâu. Nội mình không có ở tù, mình ở nhà mình mỗi ngày thôi mà, một tháng cả tháng trời mình mới gặp được thằng hàng xóm lần, gặp cười cái ê cái rồi xong mạnh nào nấy chui vô xe đi, ai giúp mình không, ai ở bên Mỹ nó không có cái chuyện đó.